Đây là những cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển 4036 thuộc Hải đội 101 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang hỗ trợ một tàu cá gặp sự cố trên biển. Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, ngày 5 tháng 1 năm 2018, tàu cảnh sát biển 4036 đang neo trực tại khu vực biển cách phía đông nam đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng 1,2 hải lý thì nhận được yêu cầu giúp đỡ của các thuyền viên tàu cá mang số hiệu QNG-92705TS do bị nứt thân tàu nên lượng nước tràn vào khoang máy khá nhiều. Cán bộ chiến sĩ của tàu cảnh sát biển 4036 đã đem máy bơm, dụng cụ chống chìm của tàu sang bơm hút nước và gia cố bịt chỗ nứt thân tàu. 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tổ sửa chữa đã khắc phục xong sự cố, tàu cá đã tự cơ động được vào âu cảng Bạch Long Vĩ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn. We'll be right back.